Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết, cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày thì chúng ta vẫn có chương trình thảo luận đặc biệt, chủ yếu là tìm hiểu sâu mỗi một vấn đề. Và chương trình này đáng lý được phát trực tiếp trên Facebook và được phát lại trên YouTube. Tuy nhiên, bên Facebook của Phong đang có vấn đề, không phát live được, do đó đành cáo lỗi cùng tất cả khán thính giả ở trên Facebook. Và quý vị, trong cái chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay, một bản tin mà tôi nghĩ rằng là Bắc Kinh đã thành công chia rẽ được xã hội Hoa Kỳ. Có thể nói đây là một trong những cái chiến lược mà Bắc Kinh đang làm, lợi dụng tất cả những cái hiến pháp, luật pháp của Hoa Kỳ để gây chia rẽ ở trong cái xã hội Hoa Kỳ, giới chính trị của Hoa Kỳ và kể cả giới thương gia tại Hoa Kỳ. Quý vị, câu chuyện này như thế nào? Có lẽ là tôi sẽ mượn cái bản tin mà hai thành viên của Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện đã đụng độ với nhau chỉ vì cái lệnh ban cấm cái TikTok, một trong những trang app video nổi tiếng của Trung Quốc do công ty ByteDance làm chủ. Và quý vị, chỉ ra cho thấy rằng là từ câu chuyện này chúng ta sẽ thấy được Bắc Kinh, Nga và những quốc gia được xem là có thái độ thù địch với Hoa Kỳ đang tìm cách phân hóa tất cả những người dân từ ở trong nhà xã hội Hoa Kỳ, không những là những chính trị gia mà ngay cả trong các tầng lớp xã hội cũng đã có những cái sự gay gắt với nhau chỉ vì quý vị bất đồng và trên cái việc mà gọi là dùng TikTok. Quý vị, chúng ta sẽ đi vào câu chuyện này như thế nào? Đầu tiên hết thì Phong sẽ mở bản tin cho quý vị xem. Hai thành viên của Đảng Cộng Hòa trên Thượng viện đã đụng nhau về vấn đề ban cấm TikTok, chỉ ra cho thấy là nhóm ủng hộ Hamas đã có những cái nội dung mà được xem là ủng hộ cho Hamas trên đó. Đầu tiên hết là Thượng sĩ George Hawley của Đảng Cộng Hòa tại Missouri và Rand Paul của Đảng Cộng Hòa tại Kentucky đã đụng độ dữ dội trên sàn của Thượng viện trong cái dự luật ban cấm cái trang app TikTok nổi tiếng ở tại Hoa Kỳ. Trong tháng Giêng thì Thượng sĩ George Hawley đã giới thiệu một cái dự luật gọi là No TikTok on United States Device Act, trong đó nghiêm cấm TikTok là được điều hành tại Hoa Kỳ, và dự luật này đồng thời ban cấm tất cả những quảng cáo với TikTok mà công ty của họ là đang nằm ở Trung Quốc và công ty mẹ là công ty ByteDance. Và ông Holly chỉ trích cái trang app này trong ngày 8 tây tháng 11, tức là ngày hôm qua, trong trong đó cho thấy là cái chiến dịch mà tuyên truyền cho Hamas đã được sử dụng ở trong cái cuộc chiến gần như là nhắm vào Do Thái. Và ông chỉ ra cho thấy những kẻ mà ủng hộ cho Hamas ở trên các cái khuôn viên trường đại học và một số trường đại học tại Hoa Kỳ gần như là đã có một cái sự phản ứng ngược, và trong đó cho thấy là cái ảnh hưởng của cái trang app này như thế nào và những gì mà những học sinh và những sinh viên, những người trẻ, những người tuổi vị thành niên họ đã lắng nghe từ đâu, họ nhìn thấy ở đâu và những gì họ thấy, và họ đã bị dẫn dắt bởi sự tuyên truyền này, bởi vì đây là một chiến dịch tuyên truyền và ít nhất câu trả lời cho thấy là họ nhìn thấy tất cả những vấn đề này ở trên TikTok. Đó là lời phát biểu của ông. Và ông George Hawley đã kêu gọi trang app này là cái cửa sau của Đảng Cộng sản Trung Quốc để mà tìm cách gọi là thu lượm tất cả những dữ liệu cá nhân của mỗi một người dân Hoa Kỳ khi mà sử dụng cái trang app trên cái phone của họ. Và TikTok đã được báo cáo là trở thành một cái công cụ của Đảng Cộng sản, trong đó kiểm soát bởi Đảng Cộng sản, và bất kỳ một công ty nào làm ăn ở Trung Quốc đều phải nằm dưới cái một đảng cai trị kể từ khi mà quốc tế đã công bố một cái bản báo cáo từ năm 2018. Giám đốc cơ quan tình báo CIA là William Burns và giám đốc cơ quan FBI là Christopher Wray đã lên tiếng và nói rằng có như một loạt những cái đe dọa về an ninh, và các lãnh đạo cộng đồng tình báo đã lên tiếng cảnh báo là TikTok đe dọa tới an ninh quốc gia. Đó là một trong những cái lời bài cảnh báo, và đã có một cái đơn kiện trong đó tập thể, và trong đó nói rằng TikTok đã vi phạm vào luật khi mà họ bắt đầu có những cái việc mà gọi là sử dụng tất cả những cái click, những cái vuốt những con chuột hoặc là những cái tag, trong đó những cái thông tin mà để gửi ra bởi người sử dụng và thông qua những cái trang app và được giới thiệu trên trang app này. Ông George Hawley cho biết là luật Trung Quốc dưới quyền của Đảng Cộng sản tất cả các công ty đều phải cung cấp các thông tin và dữ liệu cho chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc,
Và đây là thời gian và chúng ta phải chấm dứt chuyện này. Đây là thời gian chúng ta phải bảo vệ cho người dân Hoa Kỳ, bảo vệ cho cái sự liêm chính của Hoa Kỳ và thông tin của người dân cũng như là những cái quyền tư ẩn của họ. Tuy nhiên thì quý vị, trong tháng 3 thì ông George Saley đã đưa ra cái lời phát biểu trên sàn thượng viện và kêu gọi là có một cái ủng hộ tuyệt đối cho cái dự luật của ông là No TikTok on United States Device Act. Và thời gian này thì chính thượng nghị sĩ Rand Paul đã phản đối một lần nữa. Và ông Rand Paul tin rằng việc ban cấm TikTok là vấn đề liên quan tới tu chính án số 1 và cổ võ cho việc mà chính quyền kiểm duyệt. Và ông tin rằng đây có một cái giải pháp khác tốt hơn để chống lại sự ảnh hưởng của TikTok và trong đó không có đụng tới cái quyền tự do ngôn luận. Đó là lời phát biểu của ông. Việc chiến lược ban cấm TikTok diễn ra giữa lúc mà Đảng Cộng Hòa đang than phiền rất nhiều là lực lượng gọi là cấp tiến ở trên trang công ty xã hội này đã hủy bỏ và kiểm duyệt những người bảo thủ. Và đây được xem là một cái điều mà gọi là chắc chắn và có rất nhiều đường hướng. Và giới bảo thủ bây giờ đang bị kiểm duyệt tất cả quan điểm của họ và họ không thích điều này. Và chúng ta có bắt chước giống như là Đảng Cộng sản để ban lệnh cấm quyền tự do ngôn luận hay không? Nếu chúng ta giới hạn cái cuộc sống ở Hoa Kỳ và điều này là đã chúng ta giới hạn cái quyền tu chính án số 1 của họ và chỉ vì vấn đề chúng ta duyệt xét lại vấn đề thông tin. Và ông Paul đã đặt câu hỏi về tác động của việc ban lệnh cấm này khi mà Đảng Cộng hòa tương lai trong cuộc bầu cử như thế nào. Và ông kêu gọi là ban lệnh cấm này sử dụng đối với những người trẻ Hoa Kỳ là sẽ là một cái đại thảm họa cho các cuộc bầu cử của Đảng Cộng hòa tại Hoa Kỳ. Và nếu mà có một cái chiến lược tốt hơn về quốc gia và gần như chúng ta sẽ thua vĩnh viễn và ở trong những cái thế hệ kế tiếp và tôi không có muốn điều này xảy ra. Và theo tường trình của Explore Topic cho biết thì Hoa Kỳ được xem là một trong những cái lượng khách hàng lớn nhất của TikTok, có khoảng trên 135 triệu người đã sử dụng, gần như là phân nửa số lượng người sử dụng này là dưới 30 tuổi. Trong khi đó thì ông George Saley cho rằng vấn đề tự do ngôn luận không phải là vấn đề mà vấn đề gián điệp mới là vấn đề. Ông George Saley đã đáp trả lại cái việc mà đưa cái dự luật này ra không phải liên quan tới vấn đề tự do ngôn luận và tất cả đều là một hoạt động gián điệp. Và tôi nói rõ ràng một điều, Đảng Cộng sản Trung Quốc không có nằm ở trong cái luật về quyền tự do tại Hoa Kỳ và Đảng Cộng sản Trung Quốc không có cái quyền tự do ngôn luận. Và chúng ta đang không phải nói về tự do ngôn luận, chúng ta đang nói về tất cả những cái tốc độ của nó. Và ông George Saley đã đưa ra lệnh cấm TikTok trong lúc đó thì trong đó được ký thành luật năm tháng 12 năm 2022 và luật này đã ban cấm tất cả các cái trang app của chính quyền liên bang, bao gồm luôn cả một số ở trong cái Bộ Quốc phòng. Và tuy nhiên thì trong ngày 7 tây tháng 11 thì bộ người được đặc trách về vấn đề gọi là đầu tư nước ngoài của Hoa Kỳ, tức là Thứ trưởng Bộ Tài chánh đặc trách về nguồn đầu tư của nước ngoài là chủ tịch là bà Janet Yellen đã chỉ ra cho thấy là việc này cần phải có một cái mức độ cao hơn. Và trong lá thư, ông George Saley đã thúc giục bà Janet Yellen là phải duyệt xét lại cái việc ban cấm TikTok và do công ty Biden control. Và công ty TikTok được xem là có công ty mẹ là Biden đang đe dọa tới an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Và những dữ liệu về an ninh được xem là thảo luận của TikTok gần như là nó đã làm cho đã gây tổn hại rất lớn cho người trẻ tại Hoa Kỳ. Và ông Hockley đã nói rằng ông tin rằng là về lâu dài thì TikTok sẽ cho phép hoạt động tại Hoa Kỳ và nó dễ dàng có thể giúp cho Đảng Cộng sản Trung Quốc có được công cụ tuyên truyền đối với người dân Hoa Kỳ. Đây được xem là một trong những cái lời tuyên bố của ông George Saley. Quý vị, hai thành viên của Đảng Cộng hòa, cả hai người đều chống Trung Quốc hết. Nhưng mà cái lệnh ban cấm TikTok là họ đụng nhau nảy lửa. Quý vị, người nào cũng có cái lý. Theo tôi, cái nhìn của tôi, ông George Saley rất có lý. Là bởi vì cái công ty TikTok được kiểm soát bởi công ty Biden có trụ sở đặt tại Bắc Kinh. Và ngay trong công ty Biden đều lắp đặt tất cả những cái chi bộ đảng của Đảng Cộng sản Trung Quốc nằm trong đó. Thì cái vấn đề hoạt động gián điệp và sử dụng trang mạng TikTok là một công cụ tuyên truyền cho Trung Quốc, lấy thông tin dữ liệu của người dân Hoa Kỳ là điều mà ông George Saley rất thủ lý. Tôi đồng ý với ông George Saley. Nhưng quý vị, nếu đứng trên quan điểm của một người dân tại Hoa Kỳ, nếu quý vị đứng từ bên ngoài nhìn vào thì quý vị sẽ đồng ý với cái nhìn của ông George Saley. Và cá nhân tôi, nếu đứng từ bên ngoài nước Mỹ tôi nhìn vào thì tôi thấy rằng TikTok rất nguy hiểm. Và George Saley đúng khi mà phải bảo vệ cho an ninh quốc gia, bảo vệ cho quyền tư ẩn và bảo vệ cho cái dữ liệu của người dân Hoa Kỳ. Nhưng quý vị, nếu đứng từ trong nước Mỹ nhìn ra thì ông Rand Paul rất có lý.
Nếu ngày hôm nay chúng ta cấm TikTok thì chúng ta có khác gì chế độ độc tài cộng sản? Nếu ngày hôm nay chúng ta lên tiếng cấm TikTok thì chúng ta không khác gì cộng sản cả. Và chúng ta cũng không khác gì với lại những cái mạng xã hội đang kiểm duyệt những tiếng nói. Họ nhân danh tất cả những cái điều gọi là tiêu chuẩn cộng đồng hay là disinformation, misinformation để ngăn chặn cái tiếng nói tự do của những người bảo thủ. Mặc dù TikTok bây giờ người bảo thủ không dùng nhiều, đa số là giới trẻ và đa số là thành phần cấp tiến. Nhưng quý vị, đây là quyền tự do ngôn luận. Nó nằm trong tu chính án số 1 của Hoa Kỳ. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, tôi cũng đồng ý với ông Rand Paul. Nếu như bây giờ cấm TikTok thì có nghĩa là một đại thảm họa cho các cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ. Tại sao gọi là đại thảm họa? Bởi vì TikTok đã hiện diện trong cái thế hệ kế tiếp. Tức là những cái thế hệ tuổi teen bây giờ hầu hết đều sử dụng TikTok. Quý vị thấy họ dưới 30 tuổi. Trong bản báo cáo, những người sử dụng TikTok là dưới 30 tuổi. Quý vị tưởng tượng 3, 10 năm sau, 20 năm sau. Thì quý vị, họ trở thành những người 3, 40 tuổi, bắt đầu đi vào cái tuổi đứng tuổi rồi. Thì lúc đó họ thực hiện cái quyền nghĩa vụ công dân. Thì cái quyền sử dụng TikTok của họ bị giới hạn của Đảng Cộng Hòa. Thì họ cho rằng Đảng Cộng Hòa là kẻ thù đã cản trở những phương tiện họ sử dụng. Họ sẽ không bỏ phiếu cho Đảng Cộng Hòa nữa. Bây giờ tuổi trẻ thì bỏ phiếu, nhưng mà tuổi già cũng đi bỏ phiếu. Nhưng nếu 10 năm, 20 năm sau, cái đám trẻ bây giờ đang sử dụng TikTok trở thành một cái phương tiện không thể thiếu trong đời sống của nó, mà bây giờ bị ngăn cấm. Thì quý vị, nó sẽ tìm cách gọi là lật đổ tất cả cái chính sách của Đảng Cộng Hòa để nó có được cái phương tiện sử dụng này. Thì quý vị, rõ ràng hai ông thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa đều hữu lý. Nếu đứng từ trong nước Mỹ nhìn ra thì không nên cấm TikTok. Nhưng nếu đứng từ bên ngoài nước Mỹ nhìn vào và đứng trên cái chiến lược bảo vệ cho người dân thì ông George Hawley rất có lý. Do đó quý vị, một câu chuyện, một trang app về video thôi đã dẫn tới sự bất đồng của hai ông thượng nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa. Thì quý vị, bây giờ chúng ta nhân rộng ra bên ngoài. Quý vị, trong thời gian qua chúng ta chứng kiến rất nhiều những cái mà chúng ta gọi là chướng tai gai mắt ở trên TikTok. Khi mà con em của chúng ta, những đứa tuổi teen, bây giờ vì cái nhu cầu nó muốn kiếm view và kể cả kiếm tiền ở trên TikTok, nó sẵn sàng làm tất cả mọi thứ, bao gồm cả khoe da thịt, bao gồm cả đập phá những cái phương tiện học hỏi của tụi nó ở trong trường học, từ restroom cho tới bàn ghế cho tới thư viện. Rồi những cái hành động được xem là điên cuồng của giới trẻ với mục tiêu làm cách nào có được cái lượng view đông đảo trên TikTok. Thì quý vị, nó đã tạo ra một cái văn hóa băng hoại ngay trên xã hội Hoa Kỳ. Và chính chúng ta cũng chướng mắt với những điều này. Và khi mà chúng ta bắt đầu có những cái câu chuyện với con em của mình về những cái hành động tụi nó làm ở trên TikTok, hay là nó share những cái hình ảnh quái dị ở trên TikTok cho mình xem, thì quý vị, chúng ta bắt đầu nói chuyện với con em mình thì đã bắt đầu gặp một cái phản ứng rất mạnh. Tụi nó cho là chúng ta là những người lỗi thời. Tụi nó cho chúng ta là những người quá bảo thủ. Tụi nó cho là chúng ta là những người đã gọi là thuộc dạng old school rồi, không còn thích hợp với thời đại này nữa. Và cuối cùng đi tới kết quả, cha mẹ và con cái gấu ó với nhau và tranh chấp với nhau, thậm chí từ mặt nhau, không nhìn mặt nhau, chỉ vì TikTok mà thôi. Quý vị, nếu mà chúng ta nhân rộng ra, không phải chỉ có hai ông thượng nghị sĩ cùng đảng đâu, mà mở rộng ra bây giờ quý vị thấy, nếu mà quý vị mở một cái trang TikTok lên, quý vị sẽ nhìn thấy được tất cả những cái trò cuồng điên của giới trẻ. Họ làm đủ mọi cách, họ làm đủ mọi kiểu, miễn làm sao có view, tại vì họ biết được có view là có tiền. Tại vì TikTok bây giờ nó mở cái công cụ kiếm tiền cho giới trẻ rất là nhiều. Thì quý vị, rõ ràng Bắc Kinh đã chiến thắng. Bắc Kinh đã thành công, đã lợi dụng cái hiến pháp của Hoa Kỳ, cái luật pháp của Hoa Kỳ, và bắt đầu đưa vào trong xã hội và tìm cách gọi là chia rẽ những cái gia thế hệ của Hoa Kỳ. Từ thế hệ lớn tuổi, trung niên cho tới thế hệ trẻ tuổi đều bắt đầu có những cái gấu ó, có những cái xung đột.
về mặt quản trị xã hội, về mặt quản trị gia đình. Và quý vị, bên cạnh đó thì quý vị thấy lực lượng Khuynh Tả sử dụng rất nhiều cái trang TikTok này để mà thu phục và thuyết phục cái đám trẻ đi theo cái tư tưởng chính trị Khuynh Tả. Và Bắc Kinh thì ngồi đó lụm tiền. Họ vừa lụm tiền của người dân Hoa Kỳ, họ vừa lấy được thông tin của người dân Hoa Kỳ, họ vừa lấy được dữ liệu của người dân Hoa Kỳ, và đồng thời họ phân hóa được cái xã hội Hoa Kỳ. Chỉ một trang mạng TikTok thôi, trang video app này có tới 135 triệu người, tức là chiếm hơn 1/3 tổng số dân Mỹ. Thì quý vị, rõ ràng chúng ta đang đối diện với một cái thách thức. Cấm thì chính chúng ta tự vả vào mặt của mình, mà không cấm thì cái tác hại của TikTok nó càng lúc nó càng lan rộng. Tại vì quý vị, Hoa Kỳ đứng đầu thế giới và được nhiều quốc gia trên thế giới ủng hộ và xem là một lãnh đạo là bởi vì cái tu chính án số 1, quyền tự do ngôn luận một cách tuyệt đối. Thì quý vị, một cái platform ra, nó có quyền đưa ra cái ý tưởng về xã hội, nó có quyền đưa ra cái khái niệm về chính trị, nó có quyền đưa ra tất cả những cái gì nó làm. Vấn đề là gì quý vị? Làm sao chúng ta kiểm soát được? Khi mà tình trạng băng hoại này nó vẫn đang tiếp diễn. Và hôm trước tôi có làm một cái bài nói chuyện cho quý vị liên quan tới cái hệ thống giáo dục. Cái hệ thống giáo dục này nó làm cho con em trong nhà không còn biết tôn tư trật tự của cha mẹ, quyền hành của cha mẹ nữa. Nó sẵn sàng về, nó sừng sổ với cha mẹ nó chỉ vì một cái bất đồng ở ngoài xã hội, một cái bất đồng về quan điểm chính trị. Thì quý vị, hệ thống giáo dục chỉ là một phần. TikTok chiếm một phần lớn trong cái nguyên nhân này. Có thể nói TikTok chịu trách nhiệm rất lớn trong vấn đề mà gây ra sự xung đột giữa các thế hệ ở tại Hoa Kỳ. Do đó quý vị, nếu cấm thì chúng ta tự vả vào mặt của mình. Tại vì quyền tự do ngôn luận chúng ta đang ủng hộ, và từ trước đến giờ chúng ta vẫn chỉ trích những mạng xã hội, từ Facebook, Twitter, bây giờ là Platform X, cho tới Instagram, YouTube, Google đang kiểm duyệt bóp tiếng nói chúng ta lại bằng những cái quy tắc cộng đồng của họ. Thì bây giờ ngược lại, chúng ta ra luật, chúng ta bóp lại một cái mạng xã hội thì có khác gì họ đâu, và chúng ta có khác gì với Đảng Cộng sản Trung Quốc đâu, đúng không quý vị? Nếu đứng từ trong nước Mỹ nhìn ra. Tại vì tại sao tôi nói đứng từ trong nước Mỹ nhìn ra, là bởi vì ngay từ lúc lập quốc của nước Mỹ thì chúng ta đã nêu cao cái tinh thần độc lập và tự do. Độc lập trong suy nghĩ và tự do với tất cả những gì mình đang có. Đó là cái hiến pháp của Hoa Kỳ. Và từ lúc lập quốc tới bây giờ, người dân Mỹ đã quen với lại cái lối sống và văn hóa này. Lúc nào cũng phải suy nghĩ độc lập và lúc nào cũng bảo vệ cái quyền tự do của mình, không để cho ai xâm phạm cái quyền tự do của mình cả. Thì quý vị, đó là cái cốt lõi của nước Mỹ. Độc lập và tự do là hai cái điều cốt lõi của nước Mỹ. Bây giờ Trung Quốc chỉ một trang mạng TikTok thôi, nó đánh vào cái cốt lõi của nước Mỹ. Nó đánh thẳng vào cái cốt lõi của nước Mỹ. Bây giờ mà chúng ta áp dụng những cái luật kiểm soát và ngăn chặn, đã kiểm soát rồi, tức là không để cho cái thiết bị, những cái phone, những cái iPad, những cái tablet là của chính quyền liên bang là cài những cái trang app TikTok vào. Thì bây giờ chúng ta cấm ở trên liên bang rồi, nhưng làm cách nào cấm trên toàn quốc đây? Thứ nhất là lệnh cấm này có thể vi hiến. Dù quốc hội có bỏ phiếu thông qua, nhưng mà khi mà những cái tổ chức mà nó bảo vệ cho TikTok hay TikTok bỏ tiền ra khởi kiện, chúng ta vẫn sẽ thua trên tối cao pháp viện, bởi vì nó nằm trong tu chính án số 1. Nó nằm trong tu chính án số 1. Trừ phi 2/3 quốc hội bỏ phiếu thì quả chăng mới vượt được cái quy định của hiến pháp thôi. Còn nếu không, kiện lên tới tối cao pháp viện thì dù các vị quan tòa trong đó là bảo thủ, bây giờ mình có 6 người bảo thủ, trừ ông John Roberts ra còn 5 người, vẫn là 5/4. Nhưng mà họ cũng không vượt qua được cái hiến pháp, họ phải hủy bỏ cái luật này, bởi vì luật này vi hiến.
Do đó quý vị, cái mà tôi đang nói ở đây là chúng ta thất bại. Thất bại ở chỗ là để cho một cái trang app của Trung Quốc xâm nhập vào. Và nó xâm nhập bằng cái cửa ngõ của giới trẻ. Tuổi 13, 14 là bắt đầu tiếp cận. Lúc trước thì còn trẻ hơn. Sau này có nhiều tiểu bang ra luật giới hạn. Thì ít nhất là 13 tuổi trở lên mới sử dụng được TikTok. Thì quý vị, bắt đầu 13 tuổi nó đã chơi TikTok rồi. Có những đứa thì nó không sản xuất, nó ngồi nó coi thôi, nó share thôi cũng đủ chết rồi. Còn có những đứa nó sản xuất những cái nội dung cuồng điên lên, là coi như chúng ta nhìn thấy là chúng ta không thể nào để trong con mắt của chúng ta được. Và bây giờ quý vị, 135 triệu. Mặc dù hôm trước cái tay mà gọi là tổng giám đốc điều hành của TikTok đó, thì nói là 150 triệu. Nhưng mà cái nhận định của cơ quan, của một cái tổ chức độc lập thì nói là họ có khoảng 135 triệu thôi. Chiếm hơn 1/3 dân số của nước Mỹ. Đa số là giới trẻ dưới 30 tuổi. Thì quý vị, trang mạng TikTok này, cái nguy hiểm của nó không những là dữ liệu của chúng ta bị Trung Quốc kiểm soát, mà cái nguy hiểm nhất, nó đang tạo ra một cái văn hóa băng hoại, thay đổi cái nền tảng của xã hội Hoa Kỳ. Tức là chúng ta sẽ không nhìn thấy được những cái tôn ti trật tự đàng hoàng nữa. Chúng ta chỉ nhìn thấy một cái sự nổi loạn, một cái sự băng hoại, bất chấp tất cả mọi thứ. Quý vị nên nhớ, tất cả những cuộc biểu tình đều được khởi động trên TikTok. Ngay cả cái chiến dịch mà quảng bá và gọi là hỗ trợ cho Hamas và những cuộc biểu tình khắp nơi trên thế giới trong mấy ngày qua ủng hộ cho Palestine, nhưng trên quy tắc là ủng hộ cho Hamas. Thì quý vị, nó bùng nổ khắp nơi trên thế giới, ai lời kêu gọi nó bỏ đâu. TikTok là nhiều nhất. TikTok đóng vai trò quan trọng trong cái phương tiện truyền bá những cái lời kích động biểu tình này. Và kể cả năm 2020, khi mà có cái chết của George Floyd, kích động biểu tình đốt phá trên toàn nước Mỹ này cũng là TikTok mà ra. Facebook, Twitter không có bao nhiêu cả, YouTube không có bao nhiêu cả, TikTok mà ra hết. Bởi vì đa số giới trẻ họ không sử dụng Facebook hay Twitter, họ sử dụng Instagram, họ sử dụng TikTok. Mà Instagram thì nó có những cái quy tắc tiêu chuẩn cộng đồng, đám trẻ bị giới hạn. Nó nhảy vào TikTok là coi như một cái gọi là unlimited. Chỉ trừ khi nó đi những cái tình hình gọi là quá mức thì TikTok mới kiểm soát thôi. Còn không thôi, đó là một cái sân rất tự do. Nó là một cái sân rất tự do. Thì quý vị, chính điều này nó đang làm băng hoại cả xã hội Hoa Kỳ. Nó đang làm cho con em của chúng ta. Bây giờ quý vị, một ngày mà mấy đứa nhỏ ở Hoa Kỳ đó, ít nhất nó tốn 2 tiếng tới 3 tiếng đồng hồ trên TikTok. Ít nhất có những đứa 8 tiếng đồng hồ. Và có một những đứa suốt ngày chỉ ôm TikTok. Thì quý vị, đây là một cái giá trị rất nguy hiểm. Là bởi vì nó làm băng hoại, nó làm cho cái đám trẻ sống một cách bệ rạc. Và bất chấp mọi quy tắc của xã hội, bất chấp mọi cái luân lý đạo đức của xã hội, tôn ti trật tự trong gia đình, chỉ cần đạt được mục đích, tụi nó sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Chỉ cần đạt được mục đích thôi, tụi nó sẵn sàng làm bất cứ một điều gì. Nó chỉ cần, ô, cái clip này tôi phải được 1 triệu, 2 triệu view, hay là cái clip này tôi phải kiếm được vài ngàn đô la. Và nó sẵn sàng làm bất cứ mọi chuyện gì để nó đạt được mục tiêu đó. Hay là nó tấn công một ai đó, là nó nói là tao sẽ cho mày biến mất khỏi xã hội luôn. Là nó huy động tất cả cái tầm ảnh hưởng của nó trên TikTok, nó tấn công người ta. Quý vị, đây là cái hiện trạng đang xảy ra trên TikTok. Và có thể nói, cuối cùng, xã hội Hoa Kỳ bị chia rẽ trầm trọng, bị phân hóa trầm trọng. Ngay trong nội bộ đảng cũng đã có phân hóa, chứ đừng nói tới giữa hai đảng với nhau, hay là ngoài xã hội. Nếu chúng ta mở rộng ra, thì cuối cùng quý vị, Bắc Kinh, Nga đã đạt được mục tiêu của họ. Lúc nào Hoa Kỳ cũng phải lúng túng trong vấn đề đối nội đối ngoại. Đối ngoại thì mấy cuộc chiến bùng nổ, đối nội thì một xã hội băng hoại. Quý vị nghĩ rằng là những cái trò cướp ở các cái tiệm đó, quý vị, nó bỏ lên trên TikTok, nó khoe đó là thành tích của nó.
nó khoe đó là thành tích của nó, khi mà nó đánh một ai, nó đập một ai, hay là nó đập kính xe, hay là nó tấn công một ai đó, hay nó làm một cái điều gì cuồng điên, nó xem đó là thành tích. Nó tạo ra một cái thứ văn hóa rất kỳ cục, một cái thứ văn hóa băng hoại luôn. Nó xuất phát từ cái giới trẻ từ Trung Quốc. Giới trẻ từ Trung Quốc quý vị thấy là khoe chân dài, khoe da, khoe thịt, ăn uống khoe tùm lum hết. Rồi cái giới trẻ Hoa Kỳ thấy rồi bắt chước. Và khi có được vài trăm ngàn view là thấy u, mình cũng sắp sửa bằng một cái đứa TikToker bên kia rồi. Lại tiếp tục bắt đầu sản xuất ra những cái nội dung cuồng điên để hút lượng view. Quý vị, cuối cùng chúng ta thua cho Trung Quốc. Bắc Kinh đã thành công phân hóa được. Nó phân hóa được xã hội Hoa Kỳ, nó lấy được dữ liệu của người dân Hoa Kỳ và nó sử dụng cái phương tiện về social media này là một thứ công cụ tuyên truyền và thay đổi suy nghĩ của giới trẻ. Thay đổi cái văn hóa truyền thống của đất nước này. Nó tạo ra một cái thứ văn hóa cuồng điên và quý vị thấy ở những thành phố lớn. Hôm trước mà tôi lên Auckland, nơi được xem là có đông đảo cộng đồng người da đen sinh sống. Quý vị, tôi ra bờ biển là tôi thấy ít nhất 5 6 TikTok để một cái chân máy, để cái phone ở trước mặt là bắt đầu nó biểu diễn, nó làm đủ trò. Mà những người đó là những người da đen nhiều. Những đứa trẻ nhìn thấy là tôi biết khoảng chừng 10 16 17 tuổi, 15 tuổi. Quý vị, nó đứng ở giữa công khai ngay cái khu công viên ngay cái bờ biển. Nó đứng nó làm đủ trò hết. Mà 5 6 đứa TikTok cứ cách nhau khoảng chừng vài chục feet tới 100 feet là có một đứa. Nó chọn một cái background đó để nó làm. Mà tôi không tưởng tượng được là cái văn hóa nó băng hoại tới mức như vậy. Cuối cùng quý vị, chúng ta bị lâm vào một tình thế rất là khó khăn. Nếu đứng từ trong nước Mỹ nhìn ra. Nếu đứng từ trong nước Mỹ nhìn ra. Còn nếu đứng từ ngoài nước Mỹ nhìn vô thì quý vị dễ dàng có quyết định lắm, dẹp mẹ nó TikTok đi. Nhưng quý vị đứng từ trong nước Mỹ nhìn ra và nhìn vào cái nguồn gốc mà nước Mỹ thành công ngày hôm nay. Đây là giá trị cốt lõi của nước Mỹ. Quyền tự do ngôn luận, quyền tự do biểu đạt. Chúng ta không thể cấm được. Chúng ta không thể cấm được nếu đứng từ trong nước Mỹ và từ những giá trị cốt lõi của nước Mỹ này. Cuối cùng quý vị, chỉ có dùng cái quyền hành của cha mẹ để kiểm soát thôi. À, nó cần cái phone, mình mua cái phone cho nó. Nhưng mà log in để download những cái app xuống, nó cần cái password của mình. Còn quý vị để cho nó mua, nó tự động nó set password, quý vị không biết nó download những cái app nào đâu. Chỉ trừ khi cái app của iPhone, của Samsung, thì quý vị khi mua về, quý vị phải sign up bằng cái email của quý vị, bằng cái password của quý vị. Thì khi nó download bất kỳ cái gì thì nó phải qua cái hệ thống này. Quý vị chỉ có thể kiểm soát bằng cách đó thôi. Nếu quý vị muốn kiểm soát con cái của mình. Còn mà những người mà ít học, không dùng mạng xã hội, à con muốn mua cái phone, ra mua cho nó rồi nó đưa cái phone cho nó tự set up hết. Khi nó tự set up hết quý vị không kiểm soát được nó. Tại password nó nắm rồi. Password của Apple, của Samsung, của Google nó nắm hết rồi. Quý vị không kiểm soát được. Rồi thậm chí cái phone nó quý vị cầm lên quý vị cũng không mở được nữa. Tại vì nó dùng cái face recognition, tức là cái gương mặt của nó mới mở được. Nhiều thứ lắm. Do đó quý vị, cuối cùng chúng ta thua. Chúng ta thua cho Trung Quốc ở cái chính cái nguồn gốc giá trị cốt lõi của mình. Làm cách nào vừa giữ được giá trị cốt lõi và làm cách nào có thể kiểm soát được những cái mạng này. Đây là câu hỏi thách thức của các nhà lập pháp. Và nó cũng là câu hỏi thách thức của các bậc cha mẹ. Phải tự mình làm, không thể trông chờ vào chính quyền liên bang cấm hay không cấm, quốc hội cấm hay không cấm, mà chính bản thân chúng ta là những người phải kiểm soát được chuyện này. Nếu không quý vị, chúng ta sẽ đi ngược lại với giá trị cốt lõi nếu ra luật. Và điều này cho thấy chúng ta thất bại hoàn toàn. Chúng ta thất bại hoàn toàn trước cuộc tấn công bằng mọi ngõ ngách của Cộng sản Trung Quốc. Và quý vị, đây sẽ là một cái thách thức không phải trước mắt chúng ta, mà trong 2 3 thập niên tới
sẽ còn nhiều kỹ thuật, sẽ còn nhiều cái công cụ, phương tiện kỹ thuật ra đời. Và chúng ta sẽ phải đối diện với rất nhiều những cuộc tấn công theo dạng này. Chúng ta phải làm sao? Quý vị, câu hỏi này tôi phải để dành lại cho tất cả những khán giả của TMB tự phải tìm câu trả lời. Bởi vì chúng ta đang sống trong một xã hội tự do. Chúng ta không phải sống trong một xã hội chuyên chế độc tài. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye!